Đêm qua thức khuya đọc truyện, không ngờ giờ xuyên không thành nữ chính luôn ạ. Tỉnh rồi sao? Cô dám giả mạo Tình Tình, đừng nghĩ giả vờ ngã cầu thang thì tôi sẽ tha cho cô. Không hề giả vờ luôn á, mà Tình Tình đẩy tôi xuống dài. Cô ta nói dối, em không có làm chuyện đó. Nhà tôi có camera này, để tôi mở lại cho coi, đợi xíu. Anh ơi, tại vì lúc đó cô ta nói cô ta mới là người bạn từ thơ ấu của anh, còn kêu em là đồ giả mạo nữa. Em tức giận quá nên em mới lỡ tay. Đừng khóc nữa, anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Tôi nhớ rất rõ, người bạn từ thơ ấu của cô có làn da trắng như sứ. Sao có thể lớn lên đen đúa như cô được? Nghĩ sao mà lấy cái làn da ra làm đặc điểm tìm người nhờ? Tôi phải đi học, đi chơi, đi làm, phơi nắng thì nó bị ăn nắng. Đúng rồi. Chứ đâu phải như mấy người suốt ngày ở trong ô dù không mà không được phơi nắng nên là đầu óc luôn. Mà để nói cho nghe, bà Tình Tình cũng không phải trắng thiệt đâu. Bà xài kem á, xài cái này nè, nâng tông da tức thì nên là da mới được cỡ đó đó. Không phải đâu mà. Anh nhìn coi, em lấy thằng lúc em dài lên nè, cũng đâu có xê dịch miếng nào đâu, đây là da thật của em mà. Cô còn gì để nói không? Ê tôi quên, dùng Snow White Milky Pack nâng tông tự nhiên đâu có dễ bị lộ như vậy. Chưa kể dùng một thời gian thì da sẽ thật sự lên tông vì có thành phần niacinamide ủ trắng, làm đời màu da tự nhiên và an toàn. Đặc biệt, kem dưỡng còn có thành phần titanium dioxide bật tông ngay khi sử dụng. Thấy sự khác biệt chưa? Tại tôi chưa muốn trắng thôi chứ dùng em này là trắng liền à. Ê, bà nói còn thiếu nha, em nó còn có khả năng dưỡng ẩm cho da nữa. Có 3 tác động trong một sản phẩm, tôi mê lắm, em nó đã giúp tôi. Vậy là em thật sự đã dùng nó để lừa anh? Không hề nha, em dùng em nó là để dưỡng da trắng sáng á. Rồi tự nhiên anh thấy em trắng cái anh nhận em là bạn từ thơ ấu chi. Em nhặt tay luôn. Thôi bà về với ổng luôn đi, thấy hai người cũng hợp nhau á. Giờ tôi ngủ một cái để tôi quay về thế giới của tôi. Với cho đem theo chai này làm kỷ niệm nha. Chai này sắp hết rồi, bye bye.